Hello, xin chào anh em quay lại với kênh Phong Dụng Cụ Nhật. Tiếp tục hôm nay em giới thiệu cho anh em mấy hộp đồ nghề tự set của bên em. Đây là hai hộp đồ nghề và một số hộp đồ dụng cụ, đựng dụng cụ bằng nhựa nhập khẩu của Nhật Bản. Này, giới thiệu luôn cho anh em. Đây là một hộp đồ nghề xách tay bao gồm là 8 cây kìm phe của Nhật. Đó, những hộp này bên em sản xuất tại Việt Nam này, sắt dày 1 ly, sơn tĩnh điện. Cái khay này là cũng làm tại Việt Nam luôn, cắt laser tại Việt Nam luôn, cắt theo quy cách vẽ theo những cái hình của sản phẩm. Và đây là 8 cây kìm phe, 4 cây 5 in và 4 cây 7 in. Đó. Và có hai cây mũi thẳng và hai cây mũi cong 5 in và 7 in. Đó, theo quy cách nguyên bộ ha. Thì có bao 7 cây này. Đó. Là kìm phe 7 in, phe mở phe trong. Kìm phe trong của Tsunoda. Đó, Tsunoda. Made in Japan. Đây, hình cái phe trong. Đó là khi mình mở là mở bên cái phe bên nằm bên trong cái có cái lỗ, nằm bên trong cái lỗ mình bóp vào. Và đây nó có sử dụng những cái phe là từ 16 cho tới 60 mm, 7 in. Đây là mũi thẳng ngoài. Đó thì có cái 5 in trong và 5 in thẳng. Có một bộ của nó là cái 7 in thẳng này, trong và ngoài. Và cây 7 in cong cũng trong và ngoài luôn. Đó. Đây là phe ngoài này, mở phe ngoài. Kích thước của nó là từ 19 cho tới 40. Made in Japan. Mấy cái đầu ti này là nó làm bằng sợi piano này. Rất là cứng. Không anh em xài không sợ bị quạt đó ha. Tay là bằng nhựa nhúng sần. À, có lò xo đầy đủ. Đó, loại cong và loại thẳng. Đây là cây 7 in ngoài, có cây 7 in trong, 7 in trong nữa. Đó, rất là đầy đủ. Sửa xe bảo dưỡng, sửa chữa rồi là xài bộ này là ok, là gần như đủ rồi. Ừ, như xe du lịch, xe tải nhẹ là ok, hoặc là máy móc xài những cái phe từ 60 đổ lại. Đây, bây giờ là cái phe này như thế vài cây thôi. Đây, cây phe bóp phe trong, mũi cong 45 độ. Đó. Bên trong là cái hình phe bên mũi tên vào bên trong này. Nó có thể sử dụng được cái phe từ 12 cho tới 25. 12 cho tới 25. Đó, phe trong phe ngoài cũng vậy. Bằng nhau. Đây cây 5 in. Phe trong, mũi thẳng. Đó. Thì 8 cây là có bao gồm là một cây 5 in phe trong mở phe trong và cây 5 in mở phe ngoài, cây 5 in mũi cong, 5 in mũi thẳng. Đó, trong ngoài đầy đủ 8 cây. Nếu mà anh em thợ là nhìn nói sơ qua vậy là anh em biết rồi là nó bao nhiêu rồi. 4 cây, cây 5 in và cây 7 in. 8 cây, tổng cộng là 8 cây của Nhật, hộp Việt Nam. Bộ này mình đang set, mã của nó đây. 3.804.000. Đó, anh em đặt hàng thì đặt theo cái mã này. Em còn được cũng khá nha, được vài bộ vậy. Rồi bộ thứ nhất là bộ kìm phe 8 cây. Bộ này bán cũng khá chạy á, cũng nhiều người đặt. Rồi tiếp theo bộ thứ hai. Đó, thì mấy cái này là có móc khóa hết nè. Có đầy đủ móc khóa và hộp có tay sách luôn. Rất là tiện lợi. Đây, có tay sách đầy đủ, rất là tiện lợi gọn gàng. Đó, anh em xài xong rồi bảo quản cất vô trong. Ok, rất ok. Cái này cũng vậy. Hộp nào cũng vậy. Nó cũng có cái móc và tay sách. Rồi, hộp này có cái gì? Hộp này thì bộ sẽ chữa điện, bao gồm 7 cái, 7 món, 4 cây tua vít và 3 cây kìm của Nhật. Cũng hộp và khay mút đều làm Việt Nam. Thì đó, tua vít thì nó có 2 cặp tua vít, cặp trừ và cặp cộng. Đây có 2 cây cộng, cây ba ke và cây trừ, cây dẹp dài 150mm của Anex, đó, của Anex Nhật Bản, made in Japan. Một cặp trừ, một cặp cộng PH2 và trừ 6. Rồi cặp thứ hai là cặp PH1 và trừ 5.5 dài 75. Đây. Cộng 1 và trừ 5.5 dài 75mm. Đó, tay cầm bằng nhựa. Đó, tròn, dễ, rất là tiện lợi. Đây là xài nhà PH1 là trừ 5.5. Xài những cái con vít nhỏ. Rồi có 3 cây kìm, tác động mạnh. Một cái kìm cắt tác động mạnh. Đó. Cái này cắt kẽm mà cắt ok, nó cắt là sướng rồi. Rồi đạt tiêu chuẩn zip nha, của Tsunoda, made in Japan. Có model mã số đồng vàng và tay cầm là bằng nhựa đúc. Và tay dòng tác động mạnh, giảm lực cắt của tay là tới 30%. Và đây là có chỗ treo khi anh em làm việc ở trên cao chẳng hạn. Rồi cây thứ hai là cây kìm bằng. Cây này là dài 160mm, dài 160 tương đương với hơn 6 inch chút xíu. Cầm rất là tiện, cầm rất là gọn. Rồi cái thứ hai là cây kìm bằng. Đó, kiểu Âu. Cây này dài 6 inch luôn. Rất là nhỏ gọn, tiện lợi. Tên này là có mũi để cái kẹp răng để kẹp. Ở đây là vặn ốc, mở ốc và lỗ này có lỗ rút dây. Đó, có lỗ rút dây và lưỡi cắt. Rút ra luôn, không cần phải xoay gì hết. Rồi anh chừa lại cái lõi. Đây, dòng kim TTC, dòng kiểu Âu, made in Japan. Tay cũng là nhựa đúc dày luôn, cũng cách điện khá tốt, xài điện 220 là ok, thoải mái. Rồi cây kìm thứ ba là cái kìm nhọn. Kìm nhọn nó cũng là 6 inch luôn, tương đương 6 inch luôn, 3 cây đều là 6 inch. Nhưng mà kích thước thực tế nó sẽ hơn chút xíu, dài hơn. Đây, mã của nó là cây này là PVK dòng power hay cũng dòng tác động mạnh luôn. Made in Japan. Rất đầy đủ. Trên mũi kìm này. Đó, có răng này, chỗ này kẹp ốc này, chỗ này tách dây đôi này. Rồi bấm mấy cốt thường, mấy cái cốt chẻ này, tút dây này và cắt. Có rất là nhiều chức năng, 1 2 3 4 5 6 chức năng cơ bản. Đó, và dòng tác động mạnh, cắt cũng khá là tốt, như này cắt cũng là tốt. Dây điện rồi thoải mái. Mấy dây điện thường thường gia đình xài thoải mái. Bộ này gia đình xài là ok. Và nhựa là cũng là nhựa đúc luôn. Mình nhựa bọc luôn. Nhựa bọc rất là dày. Rồi xong, một bộ này đang set cho anh em, cho gia đình sử dụng. Rồi, bộ này, giá bộ này đây. Anh em đặt theo cái mã HXT-07KTV là giá của nó 1.908.000. Đó, một hộp này, 1.908.000. Rất là tiện lợi cho anh em. Rồi xong, 2 hộp đồ nghề mình đã set. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em cái hộp đồ nghề, hộp nhựa. Anh em có thể đựng đồ nghề nè, có thể đựng đồ nghề hoặc là có thể đựng đồ câu. Anh em xách đi câu rất là tiện lợi. Đây, của Ring Star. Đó, Ring Star, made in Japan. Đó, mã của nó là D-4500. Model mã số cho dễ phân biệt kích thước. Đây. Đây, về kích thước của cái hộp này là chiều dài là 465mm nè, chiều rộng là 280mm nè và chiều cao là cũng là 280mm. Được sản xuất tại Nhật Bản. Nhựa là nhựa chống va đập, nhựa rất là tốt anh em. Nhựa rất là tốt thì phù hợp cho anh em đựng đồ nghề hay đựng máy móc. mấy cái cầm tay hoặc là đem đi câu cũng rất là tiện lợi. Thiết kế ở trên này với cái dòng cái thùng này thì nó thiết kế là ở bên chỗ trong này nó có cái mấy cái khứa này, cái khất này đó, anh em thấy không, là để đây là xuống là nó ngã xuống đó, bỏ xuống, nhưng mà để khi đừng ở dưới giữa ở vị trí là nó sẽ có một cái khớp là không bị lật qua lật lại. Ở nhiều cái khác, nhiều cái thùng đồ nghề khác thì là để đây nó không cân bằng, là rớt qua rớt lại, còn này là để đứng là đứng luôn đó. Còn mình thả ở đây là từ rớt xuống, còn lên đây là đúng có chỗ có khắc có khứa đàng hoàng. Và cái này rất tiện lợi cái là nó sẽ mở được vị trí là một bên hoặc là hai bên, anh em có thể mở một bên để dỡ ra đó, để dỡ ra đó. Hoặc là có thể mở luôn cái nắp này luôn ra, là bằng cách mở luôn cái hai cái ở bên sau thì có thể mở luôn ra cái nắp ra ngoài. Rất là tiện lợi. Và giới thiệu anh em trên cái nắp này, anh em nhìn thấy gân chịu lực rất là dày, cho nên nó chịu lực, có thể chịu lực ở phía trên này rất là nặng được. Đối với ví dụ như anh em mà sửa chữa sách theo đồ nghề mệt, để xuống dưới kê lên có thể ngồi luôn được đó, hoặc là nhiều khi cao, mình có cao thì mình có thể đứng lên, mình thay vì cái ghế nhỏ vừa phải, mình đứng lên đây mình có thể mình bắt trên luôn, rất là hợp lý, chịu lực được khá là tốt. Rồi thứ nhất bên về cái nắp, thứ hai là về bên trong. Bên trong thì nó có hai ngăn đó, một cái là cái hộc rộng rãi thoải mái gì đây đó, anh em có thể để thoải mái những đồ đi câu hay là những cái đồ mà đồ nghề đó. Và ở đây nó có một cái vách ngăn chia đôi của cái ngăn này ra, thì anh em để gì thêm để đó, đây thì nó khuyến nghị của nó đây, cái ngăn của nó này, anh em thấy không này, có thể để này, để đồ này đó, có để hộp này. Và có thể được chứa được là 17 lít nước đó, cái thùng này có thể chứa được 17 lít nước đó, thì anh em đi câu rồi thì bỏ cá trong này là ok. Ring Star made in Japan đó. Thùng rất là dày, nhựa nhưng mà rất là dày, giá cũng rất là phù hợp với cho anh em. Giá của nó chỉ có là đâu rồi ta, là 956 ngàn, 956 ngàn một cái, 956 ngàn một cái. Giá em báo chưa bao gồm phí vận chuyển đó, anh em lưu ý. Rồi đây là cái thùng, cái thước của nó là chiều dài là 465. Rồi tiếp theo là cái thùng thứ hai, đây cũng là cái dòng chống va đập luôn, như nhau về chất liệu, về cái cơ cấu như nhau, nhưng mà phải size, cái size khác nhau thôi. Cái size này lớn hơn, size này lớn hơn, mã của nó là D4007, D4007 đó. Thì sơ bộ trên này nó có thể sử dụng đây, anh em nhìn thấy đây, chiều dài là 465, chiều cao, chiều rộng là 333, chiều cao là 322 đó. Này, nó có thể để máy móc đây, những cái máy mà máy cắt cầm tay nhỏ này, có thể bỏ lọt luôn vào trong á. Rồi nó cũng quy cách giống vậy thôi, nó cũng là mở được hai nắp hai bên đó, một bên hoặc là hai bên như cái kia. Và trên này thì nó, cái khay này thì nó lớn hơn, bề rộng nó rộng hơn, bề rộng của kia 280, bề rộng của này 333 lần đó, thì nó có thể cũng cái khay này rộng hơn và cái hộp của nó bự hơn. Thì chứa được nhiều hơn, này nó không nói được chứa bao nhiêu lít. Này nó không nói chứa được bao nhiêu lít, nhưng mà chắc chắn là lớn hơn kia, cũng phải hơn 20 lít đấy. Đấy, cái này thì anh em có thể là sử dụng bỏ máy móc, đồ nghề, máy móc, máy hàng, máy mài, máy cắt, máy hàng cầm tay nhỏ nhỏ, hoặc là máy cắt đĩa nhỏ mini, bỏ vừa cũng lọt. Theo cái thước này anh em có thể là sử dụng những cái đồ nghề nào mình cần thiết bỏ vào đây cũng ok. Cũng là thay cho nó là một cái ghế hoặc là một cái đồ đứng để mình bắt ốc bắt vít gì, hoặc là mệt mình ngồi mình nghỉ. Đấy, rất là ok. Giá của nó cũng rất là rẻ, có 1.008 ngàn thôi. đó, 1.008.000. Và cũng made in Japan, Ring Star. Xong này bự đó. Rồi 1.008.000. Anh em nào hay đi câu hoặc đựng đồ câu thì có thể là sử dụng được, hợp lý. Anh thấy nhiều người xài cái này nè, nhiều người xài cái này. Rồi thì đi câu thì anh em có thể là sử dụng, ví dụ xài cái đó đi câu, anh em có thể sử dụng cái kìm. Đây, cái kìm này là thép không rỉ, nó có thể tháo lưỡi câu này, tháo móc lưỡi câu khi mình câu cá, dính cá mình có thể dùng kìm mình gấp, dùng tay thì nhựa trơn. Và những cái kìm này, thì nó là dòng thép không rỉ, cho nên anh em làm ở những khu vực nhiều khi ẩm ướt hoặc là nước nôi thì không ngại, nó không bị rỉ sét. Thì đây là cái ứng dụng của cái kìm này, đây là có thể là gấp lên kìm điện tử này, thì là gấp những cái đồ thủ công hoặc là uống đồ thủ công, và có thể gấp được, tháo cái mấy cái lưỡi câu anh em đi câu và dính cá thì mình cái thọc này mình gấp ra, móc ra. Đó, nó là thép không rỉ, mã của nó là SCP-140 của Tsunoda, made in Japan. Đó. Đây, trên này cũng có mã luôn, SCP-140. Và đây là ở sau là cái khóa. Đó, bây giờ mở ra bình thường không? Anh em mở gấp. Còn nếu không xài nữa thì anh bóp ở sau, đẩy cái khóa lên, ấn G lại. Đó, khóa lại thôi. Giá của cây này là 311.000 một cây. 311.000, nó là thép không rỉ. Đây là mũi thẳng. Còn anh em muốn mũi cong thì đây có cái dòng mũi cong của nó là SPB 140, chiều dài của nó cũng 140 mm, hai cây gần như bằng nhau, cũng sản xuất tại Nhật Bản. Và nó cũng có khuyến nghị dùm đây, cũng có thể là đó, gấp lưỡi câu, gấp đồ thủ công, gấp linh kiện, một cái mũi cong, một cái mũi thẳng, tùy công việc hoặc là những cái nhu cầu anh em sử dụng đó. Thì có thể gấp thôi. Thì trên cái lưỡi, cái mũi của hai cây kìm này là nó có răng ha, rất là mịn, cho nên anh em kẹp không sợ bị trợt đâu. Đó, bây giờ như nhìn cái này kẹp thử cái cọ này, thử một cái cọng của cái cọ rất là nhỏ mỏng ha, cho anh em coi là độ mịn của nó như nào. Lấy một cái thôi, chắc cũng khó thấy ạ, đứt luôn. Anh em có thể thấy là nhìn nó đứt luôn, chứ nó kẹp đứt luôn, chứ không phải là nó bị tuôn. Đó, đây đó, ok. Và cái kìm này nó cũng có thể ứng dụng là anh em những trong nhà hàng hoặc là trong quán, trong các quán nhậu đồ, nếu mà rút xương cá thì cái này rút ok. Nó cầm rút xương cá, hồi hoặc cá gì đó thì anh em có thể rút xương, tại vì nó bản thân nó kẹp. Anh em dùng nhíp thì nó sẽ dùng nhíp thì nó yếu hơn, mà dùng kìm thì nó có lực hơn. Đó, tại xương, khi xương cá mà những cái dòng con cá lớn mà càng rút xương, mà xương nó cũng khá lớn, thớ thịt nó dai, anh dùng nhíp nhiều khi bị trợt, nhưng dùng kìm thì nó sẽ nó ép được hai bên, cho nên là vừa xài nó có thể là cứng hơn nhiều và chắc chắn hơn và rút nhanh hơn. Đó. Anh này bán nhiều cho anh em trong các nhà hàng này để rút xương cá này. Rút xương cá thì ngoài rút xương cá thì có thể rút là những xương khác, anh em có thể ứng dụng miễn sao mà phù hợp cho công việc thôi. Rút lưỡi câu, tháo móc câu, rồi rút xương cá, thì gấp linh kiện, uống thủ công, ok, nó đủ thứ. Anh em ứng dụng được cho vị trí nào thì có thể ứng dụng. Rồi giá của cái cây này là, mã của nó là SPB 140, giá của nó là 325.000 một cây. Đó, tất cả đều sản xuất tại Nhật Bản. Rồi bên em thì chuyên về đồ nghề Nhật Bản. Anh em nào có nhu cầu thêm cái cây gì thì có thể là xem thêm trên website tooljapan.net, thì để đường link ở bên dưới hoặc là cái đường link trên video, anh em có thể tham khảo. Thì anh em có thể mua những cái dòng sản phẩm Nhật bên em thì anh em yên tâm về cái giá thành cũng như chất lượng này. Rồi, giá thành thì chuẩn, chất lượng thì hàng của Nhật thì anh em yên tâm. Một số anh em đã mua rồi thì anh em biết thì hàng của anh em là như nào, thêm quay như vậy. Em không có bán hàng cũ, em chỉ bán hàng mới, hàng nhập khẩu chính ngạch. Đó, hàng có giấy tờ hóa đơn đầy đủ, công ty nào có cần hóa đơn chứng từ em sẽ xuất đầy đủ. Rồi, xin cảm ơn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại em để trên màn hình. anh em coi hay thì có thể là cho em mình xin nút like, đăng ký kênh để được sao mình ra những dòng sản phẩm khác mới hơn, nhiều tính năng hơn và một số dòng sản phẩm chuyên dụng hơn. Rồi, cảm ơn anh em.